Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hải Dương tháo gỡ khó khăn tiêu thụ lợn cho người chăn nuôi. Phát triển nông nghiệp hữu cơ tại xã Thanh Tân, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình đem lại thu nhập cao cho người nông dân. Tỉnh đoàn Hà Nam đẩy mạnh chương trình cùng nông dân thoát nghèo. Cảnh giác với các chiêu thức lừa đảo tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Công an tỉnh Hà Nam bắt đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nhiều hộ dân xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên phát triển trang trại nuôi gà cho hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu là trang trại của anh Trần Văn Mát ở thôn Đào Xá cho thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm. Trang trại gà của anh Trần Văn Mát ở thôn Đào Xá là một trong những trang trại như vậy. Anh Mát bắt tay vào làm trang trại nuôi gà từ năm 2012, là hộ đầu tiên nuôi gà lấy thịt quy mô lớn trên địa bàn xã. Với diện tích trên một mẫu, anh nuôi thả 5.000 con gà thịt, bình quân mỗi con gà nuôi khoảng 3,5 tháng thì xuất bán, đạt cân nặng từ 2,5 đến 3 kg một con. Với giá bán hiện tại là 80.000 đồng một kg, trừ mọi chi phí, anh thu lãi khoảng 50.000 đồng một con. Mỗi năm gia đình anh thu lãi gần 200 triệu đồng từ trang trại gà. Anh Mát chủ yếu nuôi gà lai đông tảo vì đây là giống gà dễ nuôi, lớn nhanh, chất lượng thịt thơm ngon. Nuôi gà lấy thịt tương đối đơn giản. Tuy nhiên, con gà thường mắc một số bệnh như bệnh cầu trùng, tả, thương hàn, viêm đường hô hấp mãn tính nên phải chủ động phòng bệnh theo kịp định kỳ 7 đến 10 ngày một lần. Trước thực trạng giá lợn hơi vẫn ở mức thấp, Liên ngành Công thương và Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương vừa đi kiểm tra một số trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn trên địa bàn tỉnh để kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn trong khâu tiêu thụ lợn thịt đang còn dư thừa tại trang trại. Theo khảo sát và tổng hợp của ngành chức năng, hiện toàn tỉnh Hải Dương còn tồn tại hơn 10.000 đầu lợn có trọng lượng từ 1 tạ trở lên, các thương lái không thu mua và nếu có thu mua thì người chăn nuôi đều bị ép giá. Đoàn công tác chia sẻ với những khó khăn của các chủ trang trại, đồng thời nghe ý kiến kiến nghị hỗ trợ và thống nhất phương án khắc phục tình trạng lợn thịt còn tồn đàn với số lượng lớn hiện đã đủ tiêu chuẩn xuất chuồng theo phương án giải pháp cấp bách trước mắt như tự giết mổ và tổ chức các điểm tiêu thụ thịt lợn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ, điểm thương mại ở các địa phương trong toàn tỉnh. Liên ngành Công thương và Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn hỗ trợ giúp cho các trang trại đảm bảo đúng quy trình giết mổ, lưu thông thịt lợn đến người tiêu dùng. Từ chỗ giảm xuống còn 18.000 đến 19.000 đồng một kg, nay giá lợn hơi đã bắt đầu nhích dần lên. Tuy nhiên, trong điều kiện dự báo giá cả thị trường còn hạn chế, người chăn nuôi trong tỉnh Nam Định còn cần phải tập trung vào các giải pháp trước mắt. Các hộ chăn nuôi cần dựa vào tiềm lực kinh tế của gia đình, xác định rõ khả năng kinh phí có thể mua thức ăn duy trì đàn lợn trong thời gian bao lâu. Nếu lợn có trọng lượng từ 70 đến 80 kg, có thể nuôi thêm một tháng vẫn đảm bảo được trọng lượng xuất bán thì có thể tiếp tục nuôi. Hiện tại, lợn là một trong những đối tượng nuôi chủ lực trong định hướng phát triển ngành chăn nuôi của tỉnh khi tái cơ cấu nông nghiệp. Với các giải pháp hỗ trợ tức thời cho người nuôi lợn vượt qua thời điểm khó khăn vừa qua, bài học kinh nghiệm trong phát triển chăn nuôi cũng cần được các cấp các ngành phân tích cặn kẽ, rút kinh nghiệm. Theo thống kê của ngành chức năng, tổng đàn lợn của tỉnh hiện nay có khoảng 780.000 con, tổng sản lượng thịt khoảng 165.000 tấn. Mức tiêu thụ thịt lợn của người dân trong tỉnh ước đạt 100.000 tấn. Còn lại là bán cho thương lái tiêu thụ tại các tỉnh và xuất sang Trung Quốc. Quý 1 năm 2017, tỉnh đoàn Hà Nam chỉ đạo các cấp bộ đoàn tập trung đẩy mạnh chương trình cùng nông dân thoát nghèo trên cơ sở nghiên cứu khảo sát một số mô hình chăn nuôi đang phát triển thuận lợi về đầu ra. Tỉnh đoàn tư vấn hướng dẫn các hộ lựa chọn mô hình phù hợp như chăn nuôi thỏ, nuôi gà, chim bồ câu Pháp. Theo kế hoạch, trong năm 2017, tỉnh đoàn sẽ đảm nhận giúp đỡ cho 35 hộ thoát nghèo. Trong quý 1 đã trao vốn cho 9 hộ nghèo của huyện Kim Bảng, mỗi hộ 5 triệu đồng. Để có nguồn vốn này, tỉnh đoàn đã phát động chương trình quyên góp ủng hộ tới đoàn viên thanh niên, cũng như kêu gọi các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tiếp tục nhân rộng chương trình cùng nông dân thoát nghèo, tỉnh đoàn Hà Nam đã và đang chỉ đạo mỗi cơ sở đoàn đăng ký kế hoạch cụ thể,
ít nhất mỗi cơ sở đoàn giúp đỡ 10 hộ nghèo trong năm 2017. Tỉnh đoàn cũng giao cho 6 huyện thành đoàn phải rà soát lại chính xác số hộ nghèo cần được giúp đỡ để có kế hoạch tạo nguồn vốn giúp họ vươn lên thoát nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trước nhu cầu về thực phẩm sạch hiện nay thì việc quy vùng sản xuất nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao là hướng đi được nhiều địa phương lựa chọn quan tâm, nhằm vừa đẩy mạnh sản xuất vừa đem lại thu nhập cao cho người nông dân. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi tại xã Thanh Tân, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Sản xuất nông nghiệp an toàn đã được nhiều địa phương trong tỉnh áp dụng. Còn ở Thanh Tân, sản xuất nông nghiệp hữu cơ được thực hiện theo chuỗi khép kín, từ nhà sản xuất cho đến người tiêu dùng, và có sự liên kết chặt chẽ với nhau, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa các bên tham gia. Cái mô hình đang sản xuất theo cái hướng này đã có cái hiệu quả kinh tế. Nhất đây là về bà con, thì bà con rất là phấn khởi và rất là tin tưởng. Theo dự toán ban đầu, với giá thu mua bình ổn trong 2 năm là 10.000 đồng 1 kg rau củ quả, nhân với năng suất dự kiến thấp nhất, sau đó trừ chi phí sản xuất và nhân công lao động, thì lợi nhuận trung bình đạt khoảng 300 triệu đồng 1 hecta một năm, cao gấp nhiều lần so với cấy lúa. Ngoài hiệu quả kinh tế, mô hình còn giải quyết việc làm cho 25 lao động, là những hộ dân cho dự án thuê ruộng nên bà con rất phấn khởi. Gia đình nhà chúng tôi thì cũng có 5 sào ruộng. Hiện tại là bây giờ thì công ty cũng đấu thầu lại. Họ cứ trả cho chúng tôi là đối với lại ruộng thì là mỗi một vụ họ trả cho là một tạ một sào. Công nhân chúng tôi vào đây là mỗi một tháng thì họ trả chúng tôi được 3 triệu. Mô hình sản xuất rau hữu cơ ở Thanh Tân cùng lúc giải quyết được nhiều vấn đề như tích tụ được ruộng đất, tạo ra sản phẩm sạch an toàn, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Để hoàn thành kế hoạch có thêm 3 xã mới đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đang tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng phát triển hạ tầng nông thôn, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Sau hơn 6 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Kim Sơn đã có 10 xã đạt chuẩn, 15 xã còn lại đều đã đạt từ 8 đến 16 tiêu chí. Bộ mặt nông thôn đã có những thay đổi cơ bản, kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng, văn hóa xã hội được bảo tồn và phát huy, thiết chế ở cơ sở từng bước được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. Hiện nay, Kim Sơn tiếp tục tập trung chỉ đạo nâng cao nhận thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, phấn đấu đến cuối năm 2020 có trên 50% số xã đạt chuẩn. Trước mắt sẽ khai thác tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn được cấp, đồng thời tăng cường lồng ghép các chương trình dự án để tập trung đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông, tạo cơ sở tiền đề cho việc xây dựng các tiêu chí khác trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, thấu hiểu nỗi khổ của những bệnh nhân hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Trà, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh luôn tự nhủ phải mang lại cho họ những điều kiện thuận lợi nhất trong điều trị. Từ năm 2011, bác sĩ Trà cùng đồng nghiệp đã nỗ lực triển khai chương trình tư vấn điều trị ngoại trú, hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tới các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đến nay, chương trình đang phát huy hiệu quả giúp người bệnh nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm gánh nặng kinh tế. Công việc mỗi ngày của bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Trà khá bận rộn bởi chị là người phụ trách tư vấn chuyên môn cho 10 phòng quản lý bệnh hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trên địa bàn tỉnh. Đồng thời mỗi ngày chị cũng trực tiếp khám và điều trị cho 40 đến 45 bệnh nhân. Tuy vậy với mỗi bệnh nhân chị vẫn tận tình thăm khám. Đối với chị, niềm vui thực sự là được nhìn thấy những bệnh nhân sức khỏe chuyển biến tốt, sống vui vẻ, khỏe mạnh bên người thân và gia đình. Bên cạnh việc trực tiếp điều trị, bác sĩ Trà cùng đồng nghiệp cũng tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ hen, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với nhiều hoạt động phong phú đa dạng. Câu lạc bộ thường xuyên mời các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành chia sẻ kiến thức và giải đáp thắc mắc về bệnh tật. Từ những buổi sinh hoạt, người bệnh được cập nhật những kiến thức mới nhất về căn bệnh và cách phòng tránh, từ đó giảm thiểu nguy cơ cấp cứu nằm viện.
Động lực chính là niềm vui của người bệnh. Niềm vui người bệnh đã mang đến cho chúng tôi rất nhiều động lực. Thấy mỗi tháng các bác đi khám bệnh thì các bác tinh thần vui vẻ hơn, các bác ấy lạc quan hơn, là chúng tôi cảm thấy mình đã làm được nhiều việc tốt. Nếu như trước đây, ít người nghĩ bệnh hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có thể điều trị ngoại trú, thì hiện nay các phòng quản lý được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh đang phát huy hiệu quả tích cực, trở thành địa chỉ tin cậy của gần 3.000 người bệnh. Điều đó nói lên những đóng góp không nhỏ của các bác sĩ có tấm lòng đáng quý như bác sĩ Trà cùng đồng nghiệp. Mặc dù học tập trong một ngôi trường còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và hoàn toàn chưa có bộ môn tin học, nhưng hai em học sinh Nguyễn Hồng Diễm và Đặng Phương Nam, lớp 9A trường Trung học cơ sở Mai Động, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã xuất sắc giành giải nhất tại Hội thi tin học tỉnh Hưng Yên năm 2017 với phần mềm sáng tạo, quản lý thiết bị dạy học online ở trường Trung học cơ sở. Phần mềm sáng tạo có tên Quản lý thiết bị dạy học online ở trường Trung học cơ sở của hai em Diễm và Nam có các tính năng giúp giáo viên và người quản lý có thể thông qua các thiết bị như máy tính, smartphone, iPad để quản lý và mượn thiết bị dạy học một cách nhanh chóng, chính xác. Về mặt ý nghĩa thực tiễn, phần mềm này giúp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý thiết bị và đơn giản hóa thao tác mượn trả thiết bị dạy học của các thầy cô giáo, góp phần tạo nên nhiều giờ học trực quan, sinh động. Trong quá trình tôi dạy các em, tôi thấy các em rất thông minh và học hỏi rất nhanh. Mỗi em thì có những cái niềm đam mê khác nhau. Ví dụ như là Lam thì em ấy rất là thích là giải quyết các cái vấn đề nó liên quan đến logic như vậy. Thế còn em Diễm thì em lại muốn rằng cái giao diện này nó phải làm sao mà nó cái kích cỡ ảnh rồi các thứ nó không bị xô, hoặc là nó làm sao mà để cho cái người dùng khi người ta nhìn vào người ta đã yêu thích nó rồi. Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của thầy giáo Nguyễn Trọng Dũng, Diễm và Nam đang tiếp tục hoàn thiện hơn nữa phần mềm của mình để việc ứng dụng trong thực tế sẽ cho những kết quả tốt nhất. Thành tích cao tại Hội thi tin học toàn tỉnh chính là sự động viên khích lệ để các em tiếp tục theo đuổi đam mê, nghiên cứu khoa học của mình. Thời gian tới em sẽ làm nhiều phần mềm như phần mềm quản lý học sinh trong trường và phần mềm quản lý sách. Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thái Bình được thành lập cách đây 10 năm. Hiện nay đây là ngôi trường duy nhất trên địa bàn tỉnh Thái Bình còn duy trì và phát triển mô hình trường Trung học Phổ thông tư thục. Trải qua 10 năm xây dựng và trưởng thành, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thái Bình đã dần khẳng định được uy tín trong ngành giáo dục. Với đội ngũ cán bộ quản lý tâm huyết, sáng tạo, quyết tâm đổi mới, biên soạn 100 điều cho các hoạt động giáo dục, làm tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng trong cán bộ, giáo viên và học sinh. Với đặc thù đào tạo học sinh có đầu vào thấp, nhà trường đặt ra phương pháp dạy học theo mô hình năm dễ, dễ hiểu, dễ vận dụng, dễ nhớ, dễ tự học, dễ ghi và năm vừa sức, vừa giảng, vừa luyện, vừa ôn, vừa bù hồng. Nhờ tích cực đổi mới mà hàng năm tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đều bằng và cao hơn tỷ lệ chung của tỉnh. Tổng kết 10 năm thành lập, tập thể nhà trường và nhiều cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo. Cùng với hệ thống các trường mầm non công lập những năm gần đây, xuất phát từ thực tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam phát triển khá mạnh loại hình các nhóm trẻ ngoài công lập. Qua đánh giá, hầu hết các nhóm trẻ đều đảm bảo khá tốt các yêu cầu được đầu tư về cơ sở vật chất và các điều kiện nuôi dạy trẻ theo quy định. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Nam có khoảng 60 cơ sở mầm non ngoài công lập, trong đó hai cơ sở được nâng lên cấp trường với 117 nhóm lớp, thu hút gần 2.500 trẻ. Công tác quản lý các cơ sở này được phân cấp cụ thể, theo đó chính quyền địa phương nơi có nhóm trẻ hoạt động chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá các điều kiện về cơ sở vật chất. Về phía ngành giáo dục, trách nhiệm quản lý tập trung đối với các hoạt động mang tính chuyên môn như trình độ cô nuôi, giáo án dạy, phương pháp tổ chức lớp học, công tác kiểm tra được duy trì thường xuyên. Qua đánh giá, hầu hết các cơ sở mầm non ngoài công lập đã đảm bảo các yêu cầu quy định được đầu tư về cơ sở vật chất và các điều kiện chăm nuôi. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đang xuất hiện ngày càng nhiều các đối tượng lừa đảo với hình thức tinh vi. Không ít người dân đã không may rơi vào bẫy lừa đảo và bị lấy mất số tiền lớn.
khoảng 13 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4 năm 2017. Hai thanh niên ngoại quốc ăn mặc lịch sự giao tiếp bằng tiếng Anh và mua nước ngọt tại cửa hàng bán đồ ăn sẵn tại nhà chị Lê Thị Kim Oanh ở số 1 đường Phú Lộc, đoạn gần chợ Phố Hiến, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên. Khi đó, cửa hàng nhà chị Oanh còn có hai người hàng xóm đang ngồi trò chuyện. Chị Oanh kể lại, một người ngoại quốc ngồi phía bàn ngoài trò chuyện với hai vị khách, người đó còn bỏ ví ra khoe những đồng đô la Mỹ. Người còn lại vào gian bàn trong mua hai lon nước bò húc. Trước khi mua, người này cũng có hành động tương tự, bỏ ví tiền ra trước mặt chị Oanh để khoe. Chỉ trong vòng 10 phút sau vài lần trao đổi tiền qua lại, hai người ngoại quốc nhanh chóng tẩu thoát, mang theo số tiền 11 triệu đồng của chị Oanh. Và phải vài phút sau, chị Oanh cùng hai người hàng xóm mới bàng hoàng nhận ra đã bị mất tiền. Đây nó đưa 100 nghìn đó chị, chị trả lại 80 nghìn. Vậy sau nó lại không lấy, chị để ý 80 nghìn của chị nó không lấy rút ra nữa. Mà lại lấy rút 20 nghìn trong ví ra, mua xong nước ngọt rồi cho mình ngấm thuốc rồi em ạ. Nó đưa 5 tờ 500 cho mình để mình đổi tiền cho nó. Nhưng nó cháo, nó cầm tiền nó chọn cho nó cháo. Nó bảo đưa cho nó cầm cục tiền, nó cũng đưa cho nó cục tiền. Tỉnh ra chị bảo tại sao mà nó lại này bắt mình nhìn vào mắt nó rồi nhìn mà sơ di tiền làm gì đó. Chị Oanh cho biết trước đó khoảng 2 ngày có một cậu thanh niên trẻ tuổi đến ăn tại quán. Cậu ta còn hỏi thăm chị thường bán hàng đến mấy giờ, lúc nào vắng khách. Vào ngày xảy ra sự việc trên, người hàng xóm của chị cũng nhìn thấy hai người ngoại quốc đi ra từ cửa hàng của chị và sau đó nhanh chóng lên một chiếc xe ô tô đã có một nam một nữ đợi sẵn và tẩu thoát. Tại khu vực này, trước đó cũng đã có nhiều hộ dân bị các đối tượng lừa đảo nhòm ngó. Hộ gia đình ông Phùng Văn Sơn, chủ cửa hàng tạp hóa, cũng đã hai lần rơi vào bẫy lừa đảo vào cuối năm 2016. Bát đĩa nó lấy coi như là tính vị trí đấy, nó bán cho nó, phải đến mình bán cho nó tính 7-8 triệu. Đến ngay lúc sau coi như là vợ chú bảo, cái hội nó với điện lên, nó bảo là nó vay tiền. Bắt đầu chú hỏi, em không để cái tâm. Bảo thế nó có em, nó có vay tiền, em có mẫu rồi, em vừa bán được mấy triệu. Tiền hàng nó, em vừa cho nó vay rồi, bỏ thôi thì nó mất rồi. Hành vi chung của các đối tượng lừa đảo là thường nhắm vào những cửa hàng kinh doanh hoặc cải trang là người bán hàng khuyến mãi để lừa ngay tại các gia đình. Chúng thường theo dõi địa điểm từ trước đó, lựa lúc vắng người, dùng các thủ thuật để làm người đối diện mất tỉnh táo và mang tiền vàng bạc đưa cho chúng. Đặc biệt là hành động lừa đảo ngày một tinh vi, có sự dàn xếp kỹ lưỡng của nhiều người, trong đó có sự tham gia của người ngoại quốc. Mỗi người dân cần phải luôn cảnh giác với các đối tượng trên và kịp thời báo với các cơ quan chức năng nếu phát hiện ra những dấu hiệu khả nghi. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam vừa bắt khẩn cấp đối tượng Đỗ Văn Tuấn, sinh năm 1987, trú ở thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam về hành vi trộm cắp tài sản. Tang vật thu giữ gồm 4 chiếc xe máy các loại và một vam phá khóa. Đấu tranh ban đầu, Tuấn khai nhận, trong thời gian từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 2017, hắn đã thực hiện chót lọt 3 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Thanh Liêm. Thủ đoạn của Tuấn thường đi thăm dò, lợi dụng sơ hở của các gia đình ở các xã Thanh Nghị, Thanh Hải, huyện Thanh Liêm để xe máy ven đường hoặc ngoài sân, không khóa càng, không có người trông giữ để thực hiện hành vi trộm cắp. Dùng vam phá khóa trộm xe, sau đó mang lên phủ lý để bán. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Từ nay đến năm 2020, toàn tỉnh Nam Định phấn đấu cơ bản kiểm soát tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề, không phát sinh thêm các làng nghề gây ô nhiễm nghiêm trọng mới. Để đạt được mục tiêu này, ngay từ đầu năm 2017, Chi cục Bảo vệ Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích cực tập trung hướng dẫn, đôn đốc, thẩm tra các xã, thị trấn, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, làng nghề đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về môi trường năm 2017. Chú trọng ở các xã huyện đang tổ chức thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, đôn đốc các xã, thị trấn có làng nghề lập và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về môi trường theo quy định. Đến năm 2020, phấn đấu xử lý 100% các làng nghề bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo danh mục của Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định, di dời toàn bộ các cơ sở sản xuất thuộc nhóm tái chế giấy, kim loại, nhựa, nhuộm và các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đang hoạt động trong khu dân cư vào cụm công nghiệp làng nghề. 100% cụm công nghiệp làng nghề tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường. Tình trạng xả thải trực tiếp của một số nhà máy xí nghiệp và các hộ dân đã và đang khiến cho tuyến kênh Thạch Khôi, Đoàn Thượng, tỉnh Hải Dương ngày càng ô nhiễm nặng nề, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và sản xuất nông nghiệp.
Theo thông tin từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Gia Xuyên, nguyên nhân khiến cho tuyến kênh Thạch Khôi Đoàn Thượng bị ô nhiễm là do một số nhà máy trong cụm công nghiệp xã Gia Xuyên trực tiếp xả thải ra các mương dẫn nước bao quanh khu vực cụm công nghiệp này, trong đó có cả các nhà máy xử lý và tái chế nhựa. Cùng với đó, hầu hết các hộ dân sinh sống ven tuyến kênh cũng trực tiếp xả nước thải và rác thải sinh hoạt xuống kênh. Kết quả quan trắc môi trường nước tại tuyến kênh này cho thấy chỉ số lượng oxy hòa tan trong nước không đạt quy chuẩn, thông số amoni vượt quy chuẩn cho phép 6,17 lần, chỉ số nitơ dioxit cao hơn quy chuẩn cho phép 1,44 lần, chỉ số phốt phát cao hơn quy chuẩn cho phép 53 lần, thông số E. coli vượt chuẩn cho phép từ 1,2 đến 4,6 lần. Được biết, tuyến kênh này có chiều dài 12 km, phục vụ tưới hơn 3.700 ha, tiêu cho gần 2.300 ha đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Gia Lộc. Trước thực trạng nguồn nước ở tuyến kênh đang bị ô nhiễm nghiêm trọng từ nhiều năm nay, cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường nước, thường xuyên kiểm tra phát hiện và kiên quyết xử lý các cá nhân tổ chức gây ô nhiễm nguồn nước. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.